Vâng, xin chào tất cả anh em đam mê PCP. Chào tất cả anh em quay lại với shop bên em. Shop bên em là shop kẹo chì mềm, chuyên cung cấp tất cả mặt hàng kẹo chì cho anh em. Có tất cả các loại kích cỡ và mẫu mã để cho anh em lựa chọn. Anh em nào muốn đặt hàng liên hệ cho em qua số điện thoại trên màn hình là 0963 793 736 nha anh em. Anh em kết bạn Zalo để em gửi mẫu tư vấn cho anh em tham khảo. Vâng, hôm nay tiếp tục kênh kẹo chì mềm bên em trên video giới thiệu cho anh em những cái mặt hàng GSP đóng máy mà được shop em đang sản xuất và bày bán trên thị trường. Và tiếp tục có chương trình chi ân tặng 3 lạng kẹo khi anh em mua 1 cân kẹo chì đóng máy bên em. Đấy. Trước khi vào chi tiết, anh em nào đi qua xem video cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để em lấy tương tác nha anh em. Anh em nào đang dùng kẹo bên em mà có điều gì chưa hài lòng về chất lượng sản phẩm cho em xin một lượt bình luận ở phía dưới để em khắc phục phục vụ em tốt hơn. Còn cách thức giao dịch nhà em thì vẫn là ship code COD toàn quốc nha anh em nhé. Anh em tin tưởng yêu quý shop, anh em đặt hàng nhận hàng thanh toán, còn anh em nào không tin tưởng thì có thể qua các shop khác để tham khảo. Còn hàng bên em cam kết cho anh em hàng em quay như nào em sẽ gửi anh em chất lượng đúng như video em đã quay, nên anh em yên tâm. Vâng, thì quay lại vấn đề chính, hôm nay tiếp tục em lên video giới thiệu cho anh em những cái mặt hàng GSP đóng máy mà được shop em đang bày bán và sản xuất nha anh em nha đấy. Thì nó sẽ hàng đóng máy bên em thì nó sẽ gồm có hàng xà lung này, hàng xuyên giáp này, hàng xuyên phá này, hàng monitor, hàng nấm này. Đấy. Thì đây là hàng xuyên hàng sờ lung nha anh em nhá. Còn hàng xuyên giáp đây. Đấy, hàng xuyên giáp. À, hàng xuyên phá. Đây còn hàng xuyên giáp, hàng nấm này. Nấm thì có hai loại nha anh em nhá. Đó là hàng nấm thân dài và nấm thân ngắn. Còn hàng monitor. Hàng anh em nào nếu mà chơi rồi thì anh em chơi qua hàng anh em rồi thì anh em cũng biết là chất lượng rồi, hàng thì không thể chê vào đâu được cả, hàng thì rất chi là đẹp. Đây là hàng nấm thân dài nha anh em nhé. Đấy, chất lượng của nó đây, hàng cổ to thân dài của anh em nha. Đấy, hàng thì rất chi là đẹp, hàng 100% nhà em đóng bằng chì mềm nha anh em nhé. Nó thì thu loại hàng chì cao cấp với hàng nhập thôi một chút thôi, nó sẽ vẫn là chì mềm nhưng nó sẽ không mềm được cái hàng đấy, và độ vươn và độ trụm của nó em sẽ cũng đảm bảo cho anh em là trên dưới 50 mét nha anh em nha. Anh em nào cành củi tốt thì anh em biết căn chỉnh thì anh em bắn được 6-70 mét, còn bình thường thì cũng thì trên dưới 50 mét thôi. Đấy. Đấy, đây là hàng xuyên giáp được anh em tin dùng rất chi là nhiều hiện nay. Chung là chưa đi rừng, bây giờ anh em đi rừng hiện nay thì nó cũng khá là ít thú to rồi. Nhưng mà những con thú nhỏ như sóc, gà rừng hay là mấy cái hàng nhỏ nhỏ thì anh em dùng hàng này. Nó bắn cũng phát ăn luôn và nó cũng đỡ tốn hơn là cho anh em chơi hàng sờ lung với hàng xuyên phá nhiều. Đấy. Hàng sờ lung với hàng xuyên phá thì anh em dùng để chơi những cái con thú to, bắn những con thú to thôi. Đấy, đây, hàng thì nó đẹp rồi, đầu rất nhọn. Đầu nhọn, đấy, không một chút ba via nào nha anh em nha. Đấy, đấy hàng monitor đây. Hàng monitor, đóng máy. Đấy, hàng đẹp, long lanh luôn. Đấy. Đây, còn hàng nấm thân ngắn nha anh em nha. Nấm thân ngắn thì nó cũng là tùy từng anh em mà chơi và chơi quen thôi. Thì có anh em thích thân dài, có anh em thích thân ngắn. Đấy, thì anh em muốn loại là thích loại nào thì em tư vấn cho loại đấy. Đấy, thì anh em nào muốn đặt hàng thì liên hệ cho em qua số điện thoại trên màn hình này nhá, là 0963 793 736. Vâng, chào tất cả anh em.